lấy tưởng viết content đâu anh. Một là em có thể nghiên cứu của đối thủ là xem họ viết như thế nào. Chúng ta có thể, một là chúng ta tự vào chúng ta tìm những cái fanpage đối thủ và xem quảng cáo họ. Hai là chúng ta có thể sử dụng một cái công cụ, những cái website mà nó gọi là bigspy.com. Từ spy nó gần như kiểu là đi làm gián điệp để đi thăm dò. Chúng ta vào đó chúng ta có thể trả phí một khoản phí nhỏ thôi. Chúng ta gõ một cái từ khóa, ví dụ như là từ khóa là thời trang nữ chẳng hạn, thì nó sẽ ra một loạt các bài quảng cáo. Hiện tại ở trên Facebook đang từ bài top mà có nhiều tương tác nhất trở đi. Thì đấy là công cụ bigspy, chúng ta xem họ chạy sản phẩm gì, họ viết content như thế nào. Cái thứ ba là em cần phải đào sâu và insight khách hàng. Thì có một cái lưu ý cho các bạn, khi các bạn viết content, các bạn đừng tập trung quá nhiều vào cái sự dài dòng gọi là màu mè hoa mỹ là một cái gì. Các bạn chỉ cần tập trung vào vấn đề nỗi đau khách hàng đang gặp phải, để làm sao mà khi họ đọc quảng cáo họ thấy rằng đúng là bản thân họ ở trong đó, và đúng cái nỗi đau sâu thẳm của họ đang gặp phải, đúng những cái vấn đề mà họ đang loay hoay trong cuộc sống của họ không thể giải quyết được, hoặc là họ gặp rất nhiều những khó khăn trong khi sử dụng những cái sản phẩm khác. Cái tiếp theo đó là đến lợi ích những cái sản phẩm và dịch vụ chúng ta mang lại khách hàng. Khi họ xem cái video, khi họ xem cái hình ảnh, khi họ đọc content của chúng ta viết, khách hàng được cái lợi ích gì? Khách hàng bây giờ họ đã chán cái việc họ đọc những cái content mà nó nặng cái mùi quảng cáo, nặng cái mùi bán hàng. Khi chúng ta quảng cáo, chúng ta kinh doanh, chúng ta nghĩ là chúng ta được cái gì, nhưng mà chúng ta không nghĩ là khách hàng đọc cái này thì khách hàng được cái gì. Thì các bạn chỉ cần bỏ cái tư duy đó đi. Tiếp theo sẽ đến lý do vì sao họ nên lựa chọn chúng ta, và chúng ta phải liệt kê ra được những cái lý do đó. Và thương hiệu, chúng ta sẽ làm nổi bật lên cái giá trị về quy mô, những cái giá trị về thành tựu, những cái giá trị về thương hiệu của chúng ta. Và sau đó thì chắc chắn là phải kêu gọi hành động rồi. Thì nó chỉ đơn giản như thế thôi.